Pho này 40 4610 quá. Cầu Hino à. Đường này qua xe Camaz nó chở không? Tục bô màu đen 825. Con này mua mấy xị à? Ủa. Hả? Dạ. Con này mua mấy xị? Mua lâu lắm rồi. Mua lâu rồi. Nhìn còn mới quá ha. Ủa. Có lên Tân Biên kéo không? Bên Tân Biên hả? Cầu Bình Linh Rút. Tấn này mưa giờ nắng nó khô đất là hiểu là nó lúng 46. Trên này mùa lúa có đi chở lúa không? Xe nhà là cài với tầm cài với hả? 46 61 kéo xe nhà mà. Dồn cát hay gì là dồn đất rồi. Người đầu giờ chưa kéo mà chợ chiếc nữa mà phải không? Đó giờ đầu đầu xong rồi đó. Xế này tên Quý hả? Nhà ở đây luôn hả? Để dưới nhà thì nhà mình ăn nữa. 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 Rồi, mình ăn nữa. Lên. Mình cái nhà nữa. Đó, đào xong rồi. Lên. Đâu, lên. Ô, phải đây. Ôi.
tiếp, đào tiếp. Rồi, đào tiếp. Đào nha. Đó. Wow, 4610. Dắt đàn anh không nổi. Đàn anh thêm cái một nữa. 18 tấn. Đây. Giờ đào nha cả nhà. Ô, mấy nhầy luôn. Đây, giờ mấy ông thợ đào. Giờ chờ kho kia vô nữa là cho hai con kéo nha cả nhà. Đấy. 825 Belarus một bô màu đen, cái bô màu đen thui. Đang kéo cây mì giữa chừng bị núng. Bể bờ luôn. Đó, quậy nó ra. Đó, quậy nó ra luôn. Cho nó cho quậy ra luôn. Rồi. Yeah. Vô vô. Cú là anh. Khoảng 25. Rồi. Khoảng 25 bị lúng cái một bị chụp bánh nha cả nhà. Giờ là 1 giờ luôn rồi chưa được về nữa. Đó. Đây là chở cây mì là chở về Tân Biên. Đây. Rồi ở Bầu Năng. Đây, ở vòng xoay Bầu Năng. Đó. Úp, chiếc kia xuống rồi cả nhà ơi. Đó. Bò xuống luôn. Ủa, kho này có cái mọt luôn. Đấy. Đấy. Ôi, 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 ôi. Đưa một vô. À, đưa đít vô. Vô. Let's go.
tài xế tên Lợn hả? Tài xế là nhà ở đây luôn nè. Tài xế kia ở xa. Đúng rồi. Cái này kêu bằng Dương Minh Châu hả? Đây hả? Ừ. Kêu bằng Dương Minh Châu, Trà Là Dương Minh Châu. Trà Là Dương Minh Châu á. Đó. Đó. Cảnh ở đây tên Ninh là Pho. Dương Minh Châu là Sài Pho. Rồi bắt đầu nè. Vô, vô. Rồi, dứt. Thẳng vậy đó. Lên. Đó. Thường thôi. Tài xế Tùng lại mới kéo phụ. Đường luôn. Quá trời đất. Rồi. Tháo đầu ra. Đó. Đầu. Tháo đầu ra, tháo đầu ra. Rồi, vô, vô. Rồi đậu đây. Rồi giờ khách sạn ra lộ nha cả nhà. Đó. Rồi. Lên dốc, lên dốc, lên lên lên. Lên. Ồ, một. Lên. Lên cả nhà ơi. Đó giờ nó dắt lên nha. Đây là cung kinh, có đường rất là hẹp. Lên con. Từ từ. Cái cống như xíu à, giờ xe này nó lôi ra rồi. Quá là nhỏ xíu. Rồi, qua luôn mất tài ơi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, giờ xe nó chạy ra luôn cô chú anh chị các bạn nha. Đó, chắc mì chở về Tân Biên. Đây. Cầu 11 tấn như vậy. Rồi chạy ra luôn. Rồi đây mấy công nhân đây sửa soạn về. Ui, quay luôn nè. Trở đầu ra. Đó, chạy tổng trở đầu ra đó. Rồi. Quá căng các bạn ơi. Đường quá hẹp. Rồi đó. Tục bô. Rồi nhờ trợ giúp của em Pho nữa. Em Pho gị lên phụ. Đường quá trơn. Không phải trơn mà hai bên nó hẹp lắm. Hai bên là kinh cống được không ạ? Giờ nó ve xuống không được. Bây giờ Pho gị phụ với đít.
cây dây phụ. Đó. Rồi dây phụ nha. Tính nó trở đầu lại ra luôn mà giờ chia xuống nó bị mất lầy thêm cái nữa. K13 tiếp tục đào lên lộ ra về rồi mình nói về nè, lên con lên đến cặp hai rồi tiếp tục đào màng hai cảnh hai. Nhảy cảnh 1 lên giờ tới cảnh 2. Đó. Giờ sẽ sạn dê tới đầu ra về thôi mà. Một tập dê xuống đây cái nó lúng luôn. Rồi tiếp tục. Anh đó vô giật lại. Nãy là bên kia vượt qua. Kia tới đây là ở đẳng là lên lộ. Đó. Lên lộ luôn ra lộ về luôn đó. Mà vô đây dê tới đầu. Dê xuống thì nó bị nữa đây. Rồi tiếp tục. Rồi giờ tài xế móc xích vô. Thêm chiếc nữa luôn. Rồi cầu 11 tấn. Con số 1178 xe này trong biên đó. Lên con lên là chỉ bình thường đó, quá là hẹp luôn đó. Rồi đó rồi ra luôn thôi rồi rồi xe pho đó ra. Rồi co đó của cái một này nè đó. Rồi giờ tạm biệt cô chú chị các bạn luôn nha, giờ xe này ra luôn rồi về luôn. Rồi rồi để cứu thành công. Giờ em tài xế kia lên về luôn. Cầu K13 nằm ngay đó đó. Rồi tạm biệt cô chú chị các bạn luôn nha. Cảm ơn cô chú chị các bạn rất nhiều. Rồi, xe này giờ vô lấy cái mọt về luôn. Vô gắn cái mọt vô luôn. Rồi gắn cái mọt vô luôn vậy luôn. Rồi video kết thúc nha cô chú anh chị các bạn. Nhớ bấm chia sẻ cho người khác cùng xem và đăng ký để ủng hộ miền quê, để miền quê có động lực ra quay máy cài cho cô chú anh chị các bạn xem cho vui nha. Đây cái bảng của hướng dẫn đường đi của đây. Đó, đây nè. Rồi tạm biệt cả nhà.